Diễn viên Việt Trinh cho biết cô quyết định giải nghệ, rút lui khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Lý do khiến Việt Trinh dần tham gia diễn xuất, ngưng làm đạo diễn vì cô muốn toàn tâm chăm sóc cho con trai Thiện Nhân năm nay 13 tuổi. Đang ở tuổi mới lớn, tâm lý cậu bé nhiều thay đổi nên cần mẹ ở cạnh nhiều hơn. Cô không thể bỏ con đi làm phim liên tục, vì với cô, gia đình là điều quan trọng bậc nhất. Hơn 3 thập kỷ gắn bó với phim trường, đây không phải là lựa chọn dễ dàng. Do đó, Việt Trinh cho biết, dù dần đóng phim, nhưng cô vẫn sẽ nhận lời mời làm nhà sản xuất phim hoặc tham gia các chương trình làm đẹp, các game show phù hợp. Hiện nay, ngoài thời gian dành cho con trai, nữ diễn viên thường xuyên làm từ thiện. Cô cũng hay livestream ở trên trang cá nhân của mình để bán hàng online, lấy kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện. Ở tuổi 50, diễn viên Việt Trinh vẫn sở hữu vóc dáng cân đối và thần sắc tươi tắn. Cô ăn chay trường, chăm chỉ tập luyện giữ dáng. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc con, thỉnh thoảng về nhà vườn ở Bình Dương, tận hưởng nhịp sống yên bình. Việt Trinh sinh năm 1972, cô đóng phim từ cuối thập niên 1980 và trở thành ngôi sao điện ảnh đình đám từ những năm đầu thập niên 1990, cùng thời với Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Mộng Vân, v.v. Nữ diễn viên được khán giả biết đến và yêu mến qua các phim như Ngọc Trong Đá, Người Đẹp Tây Đô, Sao Em Vội Lấy Chồng,